Bài thơ 20 năm một chặng đường, 23 tháng 9 năm 2003, 23 tháng 9 năm 2023. Tác giả: anh hùng lao động đại tá Nguyễn Đăng Giáp. Diễn ngâm: nghệ sĩ Mạnh Hùng. Chín mùa thu ấy, hài lẫn với bi nỗi đoạn trường, lưỡng nan tiên thoái đời cô quạnh, bầy nồi thân tự bơi. Đầu tư liên tục người và máy, khắc phục khó khăn nợ khó đòi, đoàn kết lập công cùng trên dưới, mở rộng thị phần sang niềm tin, sáng tạo logo tư duy mở, chói người sắc đỏ tỏ đường đi, hóa giải nợ nần thành có lãi, âm không thành có rõ ban ngày, thường thay cơ chế thời gian ấy, thế thái nhân tình tài hoa tan, trói chặt bắt bơi ta vẫn thắng, công trình nối tiếp những sáu trăm dự án hình chữ S vươn cả sang Lào trải nghĩa nhân, 50.000 tỷ doanh thu vượt làm thuê làm chủ trọn cả. Khởi công liên tiếp nhiều dự án, truyền hình, báo chí tự nhiên hương, đỉnh cao danh vọng nhờ thao lược, bằng những công trình cỡ quốc năm tháng miệt mài tầm nhà em, tơ dệt cho đời anh hào quang, 7 năm trao tặng anh hùng thật, nhận về năm sau mau mười nắng bứt phá ngôi nhà ấy, anh hùng tỏa sang tổng công ty, cho đi tất cả nay nhìn lại
tâm sáng chí bền. Dạ thời gian tuổi tác là giới hạn, cổ phần khách đô chi làm trai. Một mình đối diện điều không thể, biến điều có thể để thành mới biết gan to người thủ lĩnh, khác biệt trong ta mau vô thường. Vào sinh ra từ đời quăng quật, tâm tầm chi trị vắt kiệt đời trai cùng năm tháng. Vó ngựa tung hoành trải muôn phương, làm nên nghiệp lớn G3 sau anh hùng thi sĩ khải hoàn. Văn chương lai láng thơ và nhạc, để lại cho đời khúc vĩ thanh. Như tôi đã sống niềm kiêu hãnh, đời không nốt lặng với thiên thu. Nếu cho điều ước ơn tiên tổ, phúc đã lai thành sáng sử sanh. 20 năm ấy nhân và quả thất thập lại hòa chi bề. Nghìn năm sau những cuộc cơ, biết ai hậu thế ở đề thơ. Thi nhân thỏa chi anh hùng, văn chương xin gửi ở đến cùng tri. Kiếp này sống để hiến dâng,
lập thân lập đức. À, lập công hy sinh cống hiến một thời cho tình tới đỉnh, ở cho đời thăng mai này về với ông cha, như tôi đã sống ở bài ca kiếp.